và sau đây chúng tôi xin kính mời ông bà Phúc Thích, song thân của cha Thông. Xin kính mời ông bà Phúc Thích là song thân của cha Thông. Bà cố chủ thân mẫu của cha Justin Minh. Bà cố chủ thân mẫu của cha Justin Minh. Bà cố phượng thân mẫu của Sơn Lan. Bà cố phượng thân mẫu của Sơn Lan. Và bà cố điều thân mẫu của Sơn Khánh. Bà cố điều thân mẫu của Sơn Khánh. Và hôm nay bà cố đảm nhiệm chức vụ có hiện diện trên đường không? Bây giờ chúng tôi xin kính mời ông Nguyễn Huy, Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam tại quốc gia tại Austin. Xin lên ông Lê Việt Hùng, Hội trưởng Hội Cao niên tại Austin. Ông Lê Văn An, đại diện Thánh Thất Cao Đài. Và ông Nguyễn Hằng Phong, đại diện Hội cựu sinh viên sĩ quan của Đức tại Austin. Và bây giờ là tới phần ở trong thánh đường của chúng ta có cụ ông cụ bà nào là 100 tuổi trở lên, và các em bé nào bé nhất từ 1 ngày cho đến 3 tháng xin mời lên trên này để cha thiên sứ chúng ta tặng quà. 95, 94, 93, 92, xin mời cụ di chuyển người đó xin lên. Có cụ bà nào 92 tuổi xin mời lên. Có em nào bé nhất đâu, em nào bé nhất trong thánh đường. Và bây giờ chúng tôi xin kính mời quý cô, ông, cụ bà từ 90 tới 99 tuổi lên để cha và cha sẽ xử lý chúc tôi chúc tuổi. Xin mời lên. Và đặc biệt những quý cụ nào mà không thể lên được ấy, xin giơ tay và xin những quý vị ở sở như đó lên trên này thông báo để chúng tôi xuống đến tận tay. Quý ông bà không đi được thì cứ ngồi một chỗ. Chúng tôi cũng xin kính mời tất cả quý cụ quý ông bà từ 75 cho tới 89. Từ 75 tuổi cho tới 89 tuổi lên càng sớm càng tốt. Thì là sẽ tới phần của các đoàn thể và tới các em nhỏ. Và cho xin quý vị cứ yên tâm ngồi chờ đợi. Quý vị nào không lên được thì xin đưa tay để cho con người đi xuống. Khi quý ông bà nhận quà của cha xíu rồi thì xin đi về chỗ càng sớm càng tốt để tiếp tục cho các đoàn thể. Mời cả hai người lên luôn nếu có bạn có thấy được. Ban trật tự là ông Nguyễn
điều lý. Các đoàn Francisco là anh Đặng Sĩ Phương. Các đoàn Cecilia là anh Sơn Dương. Các đoàn Thiên Thần là ông Phạm Vũ Nam. Các đoàn Monica là ông Đặng Hiếp. Quý vị nghe tên lên rồi nha. Các đoàn Thanh Linh là ông Nguyễn Quốc Đại. Nếu Hải không có ở đây, quý vị đại diện cho các đoàn có thể lên đấy. Các đoàn Lý Minh Thanh Tâm là ông Phạm Hoàng Trương. Ban giáo lý là thầy Mai Thế Hòa. Ban Việt ngữ là ông Trần Thịnh. Anh Trần Thịnh đâu? Rồi, ban phụ huynh là đại diện ban phụ huynh, xin mời lên. Lớp Kim Thánh là anh Đinh Hùng. Rồi các bà mẹ công giáo là bà Vũ Thị Bạch Hằng. Đoàn Liên minh Thánh Tâm là ông Phạm Hoàng Trương. Đoàn Hữu Nghị Thánh Thể và cô Sương Mai. Đoàn Thanh niên Công giáo Phao Đồ là anh Nguyễn Chí Thanh. Phong trào Thánh Linh là bà cố Phạm Thiều Lý. Hội Vân Côi là ông Nguyễn Thanh Định. Phong trào đồng hành Agape là cô Đít Đăng Sa. Phong trào Cơ Sĩ Lô và bà Đinh Thanh Hoa. Quý vị nào mà còn nghe tôi đọc chưa lên đấy, xin lên ngay rồi. Rồi bây giờ tới phần gia sư lì xì cho các em nhỏ. Tất cả các em chúc lễ. Em sẽ phải ra đây, chúng ta phải ra đây. Chúng ta phải ra đây. Thank you.
Oh,
Thank you.
Thank you.